Lịch thi đấu trực tiếp bóng chuyền nữ ASEAN 19 ngày 7 tháng 10, Việt Nam, Thái Lan, tranh huy chương đồng. Thưa quý vị, tối ngày 6 tháng 10, ở trận bán kết hai nội dung bóng chuyền nữ ASEAN 19, đội tuyển Thái Lan phải nhận thất bại 0-3 trước chủ nhà Trung Quốc. Với kết quả này, Thái Lan sẽ tranh huy chương đồng với đội tuyển nữ Việt Nam vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 7 tháng 10. Ở trận bán kết 2, các cô gái đến từ xứ sở Chùa Vàng thua 3 set với các tỷ số 21-25, 23-25 và 15-25. Đây là kết quả đã được dự báo trước bởi đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc chính là đội bóng số 1 châu Á. Trước đó ở trận bán kết 1, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể vượt qua Nhật Bản sau 4 set đấu với các tỷ số 24-26, 21-25, 25-23 và 16-25. Quay trở lại với trận tranh huy chương đồng ASEAN 19, đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam tái ngộ Thái Lan sau hơn 1 tháng. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở giải vô địch châu Á 2023. Khi đó, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Triệt thu ngược 1-3 trước đội chủ nhà Thái Lan. Ở set đầu, tuyển nữ Việt Nam thắng 25-23 nhưng thua 3 ván sau đó với các tỷ số 14-25, 19-25 và 23-25. Đáng nói, tại khu vực, bóng chuyền nữ Thái Lan đã thống trị nhiều năm qua và họ cũng sở hữu thành tích vượt trội khi đối đầu với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Do đó, ở trận tái đấu này, cơ hội giành chiến thắng cho Thanh Thúy và đồng đội là không nhiều. Dẫu vậy, thành tích vào bán kết ASEAN đã là cột mốc lịch sử với bóng chuyền nữ Việt Nam.